Vâng. Lúc nào mát thì làm. Trong cơ. Thế bên trong cần nói tiếng nghe. Cái đợt thằng Hào ấy mới cưới đấy. Đây đây thôi này. Em thì nghe em cứ bảo không có muỗi, không muỗi bâu đầy người. Thời tiết nó nắng nóng quá, đâm ra là dân ở đây người ta phải đi cấy sớm. Như nhà chị cấy ít chứ cũng phải đi thầy cấy cùng dân làng thôi. Dân ở đây thường là cứ tầm khoảng hơn 2 giờ đi. Xong đến khoảng là độ cứ nắng lên độ 9 giờ, nắng nếu mà nắng quá thì độ 9 giờ nếu không 8 rưỡi là về. Bởi vì là nắng nóng, đến tầm nắng nóng thì cấy cũng không cấy được mà lúa nó cũng kiểu như là nó sẽ bị chột lúa, nó héo, đâm ra nó không đảm bảo năng suất. Trong một năm có hai vụ thì cái vụ chiêm này bao giờ cũng bị lắng thì dân toàn đi sớm. Đấy, chốc nữa tí nữa lắng là chạy hết ấy. Lóng nước rồi mà không chịu được mà. Đi sớm để tránh nắng. Nhà như nhà tôi là hơn mẫu ruộng của em, nó đây cũng gần mẫu, tám hơn 8 sào. Thank you.